Chúng tôi vì mọi người giới thiệu Cảm Ứng Thiên. Toàn bài văn này tuy không dài, chỉ có hơn 1000 chữ. Phân đoạn thì chúng tôi căn cứ vào Cảm Ứng Thiên vựng biên để giới thiệu. Nó hầu như là mỗi một câu đều có chú giải dẫn chứng rất tường tận, là một bộ sách hay rất hiếm có. Tôi mỗi lần báo cáo với các vị về con số này chính là thứ tự mà ở trong vựng biên đã sắp xếp. Đoạn thứ 22, căn cô tuất quả kính lão hoài ấu, 8 chữ này trước đây khi tôi giới thiệu đã từng sắp xếp một phân đoạn. Phần trước chánh kỷ hóa nhân, đây là hóa tha. Câu đầu tiên ở trong hóa tha là nói tổng quát, chánh kỷ hóa nhân là nói tổng quát. Phía sau là liệt kê ra các khoa mục cặn kẽ hơn. Đoạn thứ 22, đây là hành nhân, cũng chính là nói nhân từ, nhân ái, làm sao để thực hiện. Ở trong đây trích dẫn người xưa cầm quyền trị nước là sự cai trị của văn vương cũng chẳng ngoài xót thương những người cô quạnh. Ngôn ngữ rất đơn giản, thật sự phù hợp với yêu cầu vào thời xưa là đơn giản rõ ràng. Bốn chữ này là đem đường lối mục đích trị quốc của Chu Văn Vương hoàn toàn nói ra hết. Thương xót những người già và trẻ em cô quả này, khiến họ đều có thể tránh được một số gian nan khổ nạn, được an dưỡng tuổi già. Đây là nền chính trị nhân từ. Làm người lãnh đạo của một quốc gia có thể thi hành nền chính trị nhân từ, đây chính là thánh vương. Từ đó suy ra quan chức địa phương cũng phải biết cái đạo lý này, thúc đẩy nền chính trị nhân từ. Ở trong nhà Phật chúng ta, Thế Tôn giáo hóa những nhân sĩ tham gia công tác chính sự. Ở trên Kinh Phật có một bộ là Kinh Nhân Vương Hộ Quốc. Kinh này ở trong bộ Bát Nhã,
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây chúng tôi cũng đã từng giảng qua rồi, đã giới thiệu qua. Trị lý đất nước, lãnh đạo quần chúng, việc cần phải làm là những việc nào? Phật cũng là đem lòng thương xót, cứu tế những cô nhi quả phụ, già yếu tàn tật, không có người chăm sóc này, phải đặc biệt thương yêu hơn nữa, đặc biệt quan tâm đến họ. Hiện nay chúng ta gọi là sự nghiệp phúc lợi xã hội, sự nghiệp phúc lợi người già. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều đang cố gắng thúc đẩy. Những điều đó đều được nói đến ở trong đoạn này. Tiếp theo ông nói, chí của phu tử cũng chẳng ngoài yêu già, quan tâm trẻ. Khổng Phu Tử là nhà giáo dục lớn của phương Đông chúng ta. Ngài giáo dục điều gì vậy? Cũng là dạy người mỗi cái việc này. Từ đó cho thấy Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian, đều dạy chúng ta cái việc này. Nhất là ở trong Phật Pháp dạy nhân quả. Chúng ta không tôn kính người già, không yêu thương người già, không chăm sóc người già. Thử hỏi xem, bản thân chúng ta có bị già không? Bản thân chúng ta già rồi, sẽ rất mong có người trẻ tuổi chăm sóc, được hầu hết mọi người tôn trọng. Phật ở trên kinh thường hay dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Ý nghĩa của lời nói này rất sâu, rất rộng. Chúng ta cần nên phải thể hội thật sâu. Cho nên tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Yêu thương người khác chính là yêu thương chính mình. Chăm sóc người khác chính là chăm sóc chính mình. Ở trong đây điều quan trọng nhất là tâm chân thành. Đây chính là Bồ Tát Đạo. Phật ở trên kinh luận dạy Bồ Tát sáu cương lĩnh tu học, sáu nguyên tắc. Danh từ trên kinh Phật gọi là sáu ba la mật. Thông thường trong giảng kinh chỉ là đem sáu cái danh tướng này mô tả sơ qua một chút là xong rồi. Khiến người nghe, nghe thấy tưởng đúng mà lại sai, giống như là hiểu rồi, thật ra một chút cũng không hiểu. Sáu cương lĩnh này nói không hết. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm, ngày ngày đều giảng. Từ đó cho thấy
ý nghĩa của nó sâu rộng. Điều quan trọng nhất là phải thực hiện. Cái thứ nhất là bố thí. Đối với những người già không có người chăm sóc này, chúng ta phải đặc biệt quan tâm họ. Quan tâm là bố thí. Bố thí tâm thương yêu, bố thí tâm từ bi, bố thí tâm thương yêu, bố thí tâm từ bi, bố thí tâm chân thành, bố thí tâm thanh tịnh. Loại bố thí này rất ít người nói, chỉ biết nhìn thấy họ không có quần áo mặc, chúng ta đi mua mấy bộ quần áo tặng họ. Họ không có gì để ăn, chúng ta tặng cho họ một ít lương thực. Không có sanh ra cái tâm yêu thương chân thành, nên cái công đức này làm sao không viên mãn. Không những là không viên mãn, nó thật ra là không có công đức. Những việc mà họ làm là thuộc về phước đức. Phước đức cũng vẫn không phải phước đức viên mãn. Ở trong phước đức viên mãn là có tâm yêu thương chân thành. Bố thí, chăm sóc, từ bi, cứu tế chân thật. Họ tại vì sao phải chịu những khổ nạn này? Người học Phật chúng ta đều rõ ràng, sáng tỏ. Người đến cái thế gian này là do hai loại nghiệp lực. Một loại là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến cõi người để đầu thai, là đến để đầu thai. Đây là ngũ giới. Trong đời quá khứ, giữ được ngũ giới rất tốt. Chúng ta dựa vào cái này mà có được thân người. Tuy được thân người, nhưng quả báo cả đời của mỗi người thì không giống nhau. Quả báo là thuộc về mãn nghiệp, mãn của viên mãn. Mãn nghiệp là nghiệp thiện ác mà trong đời quá khứ đã tạo. Dung mạo đời này của chúng ta, tình trạng sức khỏe cơ thể, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, các loại điều kiện khác nhau là thuộc về mãn nghiệp. Những cô nhi quả phụ này, dẫn nghiệp của họ với chúng ta là giống nhau, đều được thân người, nhưng mãn nghiệp không như nhau. Điều này trên kinh luận Phật đã nói quá nhiều rồi. Họ bần cùng, không có của cải. Nguyên nhân là gì? Không có tu bố thí tài. Tham lam keo kiệt, cho nên chịu quả báo bần cùng. Họ không có trí huệ, không có năng lực mưu sinh độc lập, là do đời trước không có tu bố thí pháp. Cơ thể không khỏe, không được khỏe mạnh, nhiều bệnh, là không có tu bố thí vô úy. Chúng ta từ quả phải nhìn thấy được nhân. Từ sự tạo tác hiện nay của họ, tư tưởng ngôn hạnh tạo tác của họ ở hiện tại là đang tạo nhân, chúng ta sẽ biết quả báo tương lai của họ.
cái đạo lý này. Nói sâu thì rất sâu, nói cạn cũng rất cạn. Đạo lý và sự thật cạn cợt thì chúng ta có năng lực cảm nhận được. Những đạo lý và sự thật sâu hơn một bậc, càng sâu hơn nữa, thì người sơ học chúng ta không thể thể hội được rồi. Một câu nói tóm lại, lục đạo thập pháp giới, thậm chí là Phật pháp, nói nhất chân pháp giới, cũng đều không lìa nhân quả. Cho nên nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không, không thể xa lìa định luật nhân quả. Chúng ta nếu muốn mình sống thật khỏe mạnh, thật mỹ mãn, bạn phải tu nhân, giúp đỡ người khác. Nên lấy cái gì làm chủ vậy? Giúp họ khai trí huệ. Nên lấy cái này làm chủ. Đây mới là từ bi cứu giúp chân thật. Chân thật giúp họ lìa khổ được vui, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không tạo ra những thứ sanh tử phiền phức này nữa, là bạn chân thật đã cứu giúp họ. Không phải thiếu quần áo thì tặng quần áo cho họ mặc, thiếu ăn thì tặng thức ăn cho họ. Bạn cứu họ là nhất thời, chứ không thể cứu nổi vĩnh viễn. Bạn giúp được họ đời này, vậy họ đời sau phải làm thế nào đây? Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn này so với điều mà chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn khác nhau. Nền giáo dục của nhà Phật là dạy người hiểu rõ nhân duyên quả báo, biết được chúng ta hiện nay cái tình cảnh này là do nhân duyên gì tạo thành, chúng ta phải dùng cái phương pháp như thế nào. Để điều chỉnh, để cải thiện. Cho nên đây là chân thật cứu giúp. Không hiểu rõ lý luận và sự thật về nhân duyên quả báo thì đoạn ác tu thiện họ sẽ rất khó làm được. Không nên nói chúng ta cứ đi khuyên người khác, người ta không dễ dàng làm theo được. Bản thân chúng ta cũng phát tâm xuất gia rồi, mặc vào bộ đồ của người xuất gia, chúng ta ngày ngày có đang cần mẫn đoạn ác tu thiện hay không? Không có. Tập khí ác vẫn từng ngày đang tăng trưởng, không hề suy giảm. Nguyên nhân gì vậy? Chưa có thấu triệt đạo lý của nhân quả. Cho nên học Phật không phải là việc dễ dàng. Tôi học Phật, hầu hết mọi người nói là rất may mắn. Duyên thù thắng, gặp được duyên tốt, gặp được một vị trưởng lão cao niên, lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Tôi vào lúc đó là 26 tuổi, lão cư sĩ ngài có lẽ là 70 tuổi, khoảng chừng 70-71 tuổi. Ông cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam.
Ông tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi học Phật học bộ đầu tiên chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Bắt đầu từ chỗ này rất hay. Đây là hạ thủ từ nhân quả. Tôi đã đọc qua mấy mươi lần, tin sâu không nghi. Cắm rễ từ trên tin sâu nhân quả. Sau đó mới biết tập khí, tật xấu phải điều chỉnh, phải đoạn. Thuận theo tập khí, phiền não của chính mình thì hậu quả không thể tưởng tượng. Có thể đem những tập khí tật xấu này sửa đổi lại triệt để thì tiền đồ là một mảng quang minh. Sự ứng dụng của Liễu Phàm Tứ Huấn chính là cảm ứng thiên. Thiền sư Vân Cốc đã tặng cho tiên sinh Liễu Phàm quyển Công Quá Cách. Công Quá Cách dựa vào cái gì để lập ra vậy? Dựa vào cảm ứng thiên lập ra. Cho nên cảm ứng thiên là sự ứng dụng nhân duyên quả báo nói ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi ông làm quyện trưởng ở quyện Bảo Đệ, là thúc đẩy nền chính trị nhân từ, chính là điều mà chỗ này nói. Bản thân sống rất là tiết kiệm, dùng bổng lộc của ông để giúp đỡ những người cô quả bần cùng này. Nhận nuôi những cô nhi này, đứa có tố chất thông minh thì mời thầy đến chỉ dạy nó. Đứa bẩm tính chậm chạp thì giúp chúng học một số kỹ năng để khi nó lớn lên tinh thông được một nghề, có thể mưu sinh, có thể sống độc lập. Đây mới là chân thật cứu tế. Thánh nhân thế xuất thế gian, bố thí mà họ làm thuần túy là bố thí pháp. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện các vị đều đã đọc qua, Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất thuộc. Phật nói bố thí mà có thể tính đếm, bố thí tài, bố thí hết thảy bảy báo trong đại thiên thế giới thì công đức cũng không lớn bằng bố thí bốn câu kệ ở trong kinh. Đó là đạo lý gì? Bố thí cúng dường tất cả bảy báo trong đại thiên thế giới chỉ chẳng qua chỉ là nuôi thân mạng mà thôi, không liên quan gì với huệ mạng. Nuôi thân mạng bạn được một đời cơm no áo ấm, sự hưởng thụ gì vật chất, bạn chỉ có thể có được những thứ này, không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới. Bốn câu kệ trên kinh Phật
Nếu bạn thực sự sáng tỏ, thực sự thông đạt rồi, quả thực chuyển cảnh giới, thực sự đúng là có thể giúp bạn siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là đại bố thí, sao có thể sánh bằng chứ? Chúng ta ngày nay học Phật, hiện nay các vị đồng tu đều biết cái thế gian này có tai nạn. Hôm qua còn có người hỏi tôi, hỏi tôi cái tai nạn này có thật hay không, có phương pháp nào tránh khỏi hay không. Phương pháp thì có quá nhiều, có thể hoàn toàn không bị cái tai nạn này. Phương pháp gì vậy? Nâng cao cảnh giới của chính mình, bạn liền tránh được thôi. Bạn hiện nay ở nhân gian phải chịu tai nạn, nếu như cảnh giới vừa nâng lên đến thiên giới thì tai nạn này không liên quan gì với bạn rồi. Nếu như nâng cao lên thêm đến cảnh giới A-la-hán, cảnh giới Bích Chi Phật, cảnh giới Bồ-Tát, bạn liền có năng lực cứu khổ cứu nạn, thì bạn làm sao bị cái tai nạn này được chứ? Cho nên tôi nói, chúng ta sanh ra ở cái thế gian này, đối với người tu hành chúng ta mà nói, chưa chắc đó là việc xấu. Khi chưa có gặp những tai nạn này, chúng ta vẫn làm theo kiểu qua loa cho xong chuyện, vẫn nghĩ là ngày nay qua rồi vẫn còn có ngày mai, năm nay qua rồi còn có năm sau nữa, nên cứ từ từ. Hiện nay gặp phải cái sự việc này, biết được nếu không tích cực nghiêm túc nỗ lực thì không được. Cái này thuộc về nghịch tăng thượng duyên, có thể đem cảnh giới của chúng ta nâng cao lên với tốc độ nhanh trong một thời gian ngắn. Đây là sự việc tốt. Chúng ta muốn nâng cao cảnh giới mà không thể nâng lên được. Không thể nâng lên được, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chấp trước không buông xả. Thị phi nhân ngã tham sân si mạng, những thứ này là trở ngại. Nếu như có thể đem những thứ này buông xả thì nâng cao không khó. Khó ở chỗ bạn không chịu buông xả tự tư tự lợi, không chịu buông xả chấp ngã kiên cố. Loại chấp trước kiên cố này là giống như băng vậy, nước đóng thành băng. Chúng ta thường nói băng đóng ba thước không phải do cái lạnh của một ngày. Chúng ta hiện nay cái kiên cố đó, cái chấp trước này là đóng băng từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đều biết việc đóng băng không phải là thật, gặp phải hơi ấm nó liền tan chảy ngay. Hơi ấm là gì? Trí huệ. Trí huệ vừa mở liền tan chảy. Ngày nay mọi người chấp trước kiên cố là do trí huệ bạn chưa mở. Đại sư Chương Gia dạy tôi, nhìn thấu là trí huệ, buông xả là công phu. Chưa có trí huệ, bạn chắc chắn không thể buông xả. Thế nhưng buông xả giúp bạn khai trí huệ, trí huệ lại giúp bạn buông xả. Nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu. Ở trong Bồ Tát Đạo, từ sơ phát tâm mãi cho đến Như Lai Địa, các ngài dùng phương pháp gì? Chính là cái phương pháp này. Từ đó cho thấy chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất là thật là ta biết được bao nhiêu thì ta làm bấy nhiêu. Trong khi bạn làm được thì trí huệ bạn lại khai mở rồi. Trí huệ khai mở rồi lại có thể làm được nhiều thêm một phần.
Hai phương pháp này vĩnh viễn đang luân chuyển, đang bổ sung cho nhau, đem cảnh giới chúng ta nâng cao lên. Không chịu buông xả là việc tồi tệ nhất. Dù có trí huệ của bạn dừng ở chỗ này rồi, sẽ không nâng cao lên thêm nữa. Cho nên không ngừng buông xả thì bạn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng trí huệ. Cái đạo lý này nhất định phải biết, nhất định phải cần mẫn nỗ lực mà làm.